Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot giá Honda Vision 2022 giảm giá không tưởng, gần sát với mức giá đề xuất cuối tháng 8 năm 2022. Chắc có chiếc Honda Vision 2022 hiện đây chính là một trong những cái chủ đề nóng hổi khi mức giá bán thực tế của cái dòng xe này hiện giảm giá ở mức gần chạm mức giá đề xuất mà Honda Việt Nam đang niêm yết. Một hồi chuông báo hiệu cho cơ hội vàng dành cho những người yêu thích cái chiếc Vision 2022 đã tới, để có thể sở được một cái chiếc xe mơ ước với mức giá không thể hợp lý hơn. Giá của chiếc Honda Vision 2022 thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ khiến cho những người mua xe giai đoạn trong khoảng từ tháng 6, tháng 7 phải tiếc nuối rất nhiều vì cái sự thiếu kiên nhẫn của riêng mình. Do giá của chiếc Honda Vision 2022 bây giờ rẻ hơn trước rất nhiều, từ 15 đến 20 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Giá của chiếc Honda Vision 2022 hiện đang trong cái tình trạng giảm giá rất mạnh, một cái đợt thứ hai trong cùng một tháng, rẻ hơn vài triệu đồng so với mức giá lúc đầu hồi đầu tháng 8 năm 2022. Cụ thể như sau, cái chiếc Vision 2022 có mức giá bán thực tế tại khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh giao động trong khoảng là từ 34.200.000 đồng đến là 39.800.000 đồng tùy theo từng phiên bản. Trong đó phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá bán là 34.200.000 đồng, trong khi phiên bản cao cấp mức giá cao hơn 37.600.000 đồng, còn phiên bản đặc biệt thì mức giá thực tế là 38.200.000 đồng tại khu vực này. Riêng cái chiếc Vision 2022 phiên bản cá tính đã được đối tượng khách hàng nam lẫn nữ cũng yêu thích và hiện tại chỉ có mức giá bán là 39.800.000 đồng, chứ không phải là 55 triệu đồng hay là 60 triệu đồng như trước đây nữa. Với mức giá của chiếc Honda Vision 2022 như lúc này, các phiên bản hiện tại cũng cực kỳ gần sát với mức giá đề xuất và không có sự chênh lệch nhiều. Khi Honda Vision 2022 phiên bản tiêu chuẩn chỉ đắt hơn mức giá đề xuất gần 4 triệu đồng, trong khi kỳ phiên bản cao cấp thì đắt hơn là 4.300.000 đồng, còn riêng phiên bản đặc biệt thì trên giá đề xuất khoảng là 4.800.000 đồng. Cái chiếc Vision 2022 phiên bản cá tính nó chỉ đắt hơn mức giá đề xuất gần 5 triệu đồng. Chưa hết, cái chiếc Vision 2022 còn có số lượng đầy đủ cho tất cả các phiên bản sẵn ở các lý và người mua không cần phải đóng ruột chờ đợi xe như cái giai đoạn hồi từ tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Một thời điểm cực kỳ hợp lý để mọi người nhanh chóng mua một chiếc Honda Vision 2022 trước khi mỗi xe này rơi vào cái tình trạng bảo giá như xưa. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.